Dạ, xin chào cả nhà. Sáng nay thì ghé đến đường Nguyễn Văn Luông mọi người ơi, để mà chia sẻ với mọi người cái quán hủ tiếu Nam Văn, hủ tiếu gà này rất là hấp dẫn luôn. Đây là cái giá là 35.000 tô cho. Ồ, cái này nước lèo hấp dẫn thay đó. Nào cái gà nè con. Đây là gà ha. Tiếng ơi, tiếng ơi, bỏ đồ cho nó quay đi. Dạ. Đây. Ai tôi nhờ nhiêu cô? 30k. À, 30.000. Cái này gì đây? Em bé ăn gì nè? Dạ, hết á. Hủ tiếu gà, 30.000. 30.000 là đuôi rồi còn giá đó luôn rồi cô. Đây à. Đây à, bán đồng giá luôn. Con đã không rồi quay cơm đi con. Gà luôn nè. Đó, à. Vô. Mẹ biết cái kêu mẹ làm vậy nha mẹ. Mẹ em bé quá trời luôn. Cái viên này là bào viên hả cô? Đúng rồi, cá gì? Cá viên. Mẹ thương nè anh ta. Ôi. Đã ha. Xương là con nó ngọt hay là để bán khách luôn? Bán hết luôn. Bán khách luôn. Ví dụ dạ. Không muốn ăn xương mà tính giá thôi. Nó thêm bằng xương thôi ha, tính theo bằng xương. Đúng rồi, 10.000 cục cái đó nè. Dạ. Ui trời. Đã hả? Nó ngọt dữ lắm à. Thiệt á, nhìn thôi. Chưa? Dạ. Ui, hấp dẫn quá. Cái nào? Cái da nồi nước lèo quá là chất lượng luôn á. Đây nó chín tới một cái độ nè, đó là phải da vớt ra chứ để nó bị quá. Hai tôi giống vậy không? Nam Giang không phèo hai tô. Dạ ha. Ủa anh ở Nam Giang không có trời. Dạ. Nam Giang nói trong hay ngoài vậy? Không phải tôi nè. Hủ tiếu mì Nam Giang. Hay gì đây? Nam Giang luôn. Cho đẳng thẳng. Một chú. Có phèo không? Có, bình thường. Tô sao Nam Giang bình thường luôn. Hai tô tiếu mì gà, hủ tiếu mì gà. Dạ. Nhà gà heo. Nam Giang. Vậy là ai thêm nó xương là 10.000. Đúng rồi, một cục vậy là 10.000 hả con? Cái Nam Giang là cái tên địa danh của thủ đô Phnom Penh á, Campuchia. Bỏ gà đó vô. Gà. Hai tô chính ơi. Dạ, làm cái hủ tô hủ tiếu mà dứt cái đùi gà mà có 30.000. Quá bình chắc dân. Quá chắc luôn. Dạ. Dạ. Gà luôn hai chồng anh á, cái cánh đi. Hai cái đùi, hai cái cánh rồi à. À. Có. Có người đăng hết luôn. Vậy là một con nghe là được 5 con. À. Dạ. Rồi anh ăn sao anh ơi? Thank you.
riêng đây. Đây là cái địa chỉ là 240-211-112 mặt 18 Nguyễn Văn Luông, phường 11, phường 6 nha mọi người. Bán đổi món mỗi ngày mỗi món. Thêm cái đồ vô luôn. Có mua gì cho ngoại không? Cái tô này chạy cái đùi gà luôn nè. Tô này là 50. Ồ, chất lượng luôn đó. 55 ngàn. Chất lượng luôn đó. Dạ. Ồ, tô này quá chắc. Có cái hủ tiếu Nam Vang là ăn với cái rau này hả cô? Đây là gọi là rau cần hả? Tăng. Tăng. Bác ăn thử đi ha, hai đứa bữa không có ăn con buồn rồi đó. Bữa con bội quá. Tháng mai cũng lên không? Dạ ờ, dạ không con quay quá trời. Dạ con không có quay cái nội dung đó. Cô có đi coi không? Không có mạng đâu mà. Ồ đông ghê. Coi gì nổi mà coi quá. À, dạ quá. Đứng quá đông. À đúng á. Đứng ở ngoài chứ đứng xa lắm luôn á. Nó có bảo vệ hàng rào công an nữa chơi, nó kè nghệ sĩ vô hết. Dạ đúng rồi. Ông gì lắm. Đây nè. Một cái nồi nước lèo giờ cô nấu nhiều xương quá, mấy chục ký vậy cô? 20 ký. 20 ký xương. Đầu gà thì cũng bán cho khách luôn. Cũng bán hết. Dạ. Hay chưa? Dạ. Hết nồi nữa là gần hết nồi. Bởi vậy thôi cô. Cô đây nó hết nè. Dạ hả? Có 6 rưỡi à? 6 rưỡi à? Nói 6 rưỡi rồi cô bán hết nồi rồi. Mà lợi chảy là quay hết đẹp rồi. À lợi đúng rồi. Lợi cứ là khoảng 7 giờ là xong rồi đó, coi như đây là bán coi như gần hết rồi đó. Mà nó có bán từ lúc 6 giờ cho tới khoảng đúng rồi, hả? Tính là xong mà. Chính là bán. Có khách lại là bán. Khách lại bán à. Dạ ngon lắm, ăn thử ha. Con nó hay luộc gà mà con để cô sợ nó còn sống ở trong á, cái luộc cho nó bẫy làm sao to đó nó bị bẫy. Cô chỉ giúp con với giống như gà dẻ hai nè, dẻ hai cái con luộc chỉ làm đôi luộc ra luộc qua chở qua chở lời, chở qua chở lời nó chín hết á nè, chín hả, cái làm chi nó bẫy bá hết trơn các bạn. Dạ con nè. Sợ là có nhiều cái gà con luộc á cái sợ sống còn bên trong còn máu không nè. Cho bạch thiếu gia cho mà ngoại mấy nhà này sợ bên trong con máu mà luộc kỳ quá thì nó bẫy đúng luôn. Giờ này 10 ngàn đi. Giá nào cũng bán mà bé mà, em bé mà em bé chỉ có 10 ngàn đó. Cho ngoại bạch đưa ra về nè bé, con luộc không có bẫy thế nào thấy không? Đây là tô hủ tiếu đùi gà mà có 30 ngàn này. Sắp mở rồi. Ồ. Ăn nào. Quá, nấu dọc đây nữa đâu. Ăn nào. Dạ. Ăn nào. Bữa nay thứ tư là hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu gà. Mỗi ngày một món. Mắm này cũng mắm nào quay. Mắm thử sao? Ôi cũng mắm nè, cái món của nghiêm chứ. Mắm là đang ngạt rồi. Tại bún mắm á. Dạ là bún mắm là có vẻ là đông nhất đó cô kìa ha. Anh quay hết món chưa? À chưa. Con lẩu cơ lẩu bái kìa. Có lẽ bữa nay. Ở đây là gà heo à? Nam Giang của chú nè. Có tiện trong chính ơi. Cái bún mắm mà chắc mua rau nhiều hơn so với mắm bún kia lắm. Đủ thứ rau luôn á. Chà nè, bông súng, rau đắng, bông chuối, rau muống, giá hẹ, thơm. Này quán này bán xuyên Tết luôn, còn không nghỉ luôn.
Cô này là bán giống như chị Thảo kia vậy, là năng lượng tích cực, là bán liên tục nghỉ ngày nào á, ngày chay bán chay đó, hái chay bán mạng, bán quanh năm vậy, không thấy ngày nào nghỉ. Mấy quán này là khủng khiếp vậy đó. Rồi cô đó, cô làm cho con hai tô đi ha. Hai tô. Con ăn gà hay gà, thôi ăn thử đi. Thôi ăn thử đi, đó là qua ăn luôn. Cô ăn gà heo. Dạ. Cô ăn gà heo. Ăn gà hay cô? Con ăn gà heo. Gà mà hủ tiếu mì có bún gạo, có miếng nữa kìa. Hủ tiếu mì. Dạ. Cô ăn miếng không? Dạ. Không, ăn hủ tiếu mì luôn đi cô. Để chắc lên nhà quay ha, đặng quay ha. Bún gạo gà. Quay đi con. Dạ. 201 đó chị. Dạ dạ dạ. Anh bỏ cho. Tiếu đùi gà. Ồ. Oh. Hủ tiếu đùi gà có 30 ngàn. Quá rẻ luôn. Giá tô này là 30 ngàn một tô. Nếu bạn kinh nghiệm. À, dùng thôi. Dùng thôi. Đây. Nhận cà phê nào ta? Sáng chơi luôn cái đùi gà. Để tôm mỡ nó mới ngon chứ. Ngon á. 7 ngày 7 món á, cái mắm đông lắm. Chỗ có quán nào cũng vậy. Cô nãy chạy cái đường mà đường Minh Phụng á, cái gánh bánh mì à, bánh mì gánh à, tai heo á. Dạ. Ngon hấp dẫn ghê, lâu lâu lắm mới nhớ không? Bánh mì kia hả? Mới gặp ở chứ quay. Đúng rồi, mà nó chỉ bán cái tai heo xác không à, chứ không có bán thịt. Hình như là chú đó là bán hồi xưa bán đường rồi, bệnh viện. Đúng không? Không, ông này bán ở ấy, ông này bán ở Hoa Hậu đó. Ở Minh Phụng đó ha. Gánh mì lâu lắm rồi đó. Cái nước dùng nó ngọt. Nước dùng ra ngọt lắm, bởi vì là nấu xương á. Món hầu nè, ở đây nấu là nước nước dùng nước cam, nấu rất là nhiều xương. Rồi ví dụ như là những cái ngày chay là ở đây nấu nấm đồ nhiều, củ nhiều lắm. Ui ngọt ghê ta. Nên này có độ ngọt tự nhiên của nó ngon. Thứ hai là ở vùng quận 6 là vùng ven á, cho nên là cái giá nó tương đối là bình dân. Đội bốn liên tục cho nên người ta sẽ lừa cái quán này ăn, giữ chắc mà lừa khách. Đúng không? Ừ. Cái hủ tiếu ăn rau này thơm quá, hợp quá. Ở bên Campuchia, Nam Giang á. Nam Giang là cái tên xưa của thủ đô Phnom Penh. Hồi xưa là nó có tên. Ủa, là nhưng Nam... mà tại sao là đây, bên đó nó có hủ tiếu hay sao? Bên đó là người ta họ nấu món nước. Nhưng mà đúng ra hủ tiếu Nam Giang á, nó có thêm thịt bằm à. Thịt bằm mà ta xào lên. Và sao, hả? À, cái đó hình như có chỗ nó bán á. Ừ. Và người ta biểu là nấu cái dạng nội tạng, lòng gan rồi đó là chính. Đúng rồi. Ở trên cái đường xóm đất á, cũng có một cái quán hủ tiếu bán buổi sáng rất là đông. Cái món đó là gốc của người Hoa, người gốc Hoa mà sống ở Campuchia. À.
nhưng mà thì bởi giờ mà... trước giờ mà cứ nghe cái hủ tiếu Nam Pha Giang chứ tưởng là nó xuất phát từ từ Trung, cộng đồng người Hoa ở Campuchia. Nam Văn là một cái địa danh đó ha. Địa danh là thủ đô Phnom Penh á. À. Trước khi thời kỳ bom bốt là gọi là thủ đô Phnom Penh, thủ đô Nam Giang. Bây giờ em nói anh mới biết. Cái nước nó ngọt kìa, rau ăn nó thơm ha, nước này ăn chắc luôn. Ăn cái đùi gà thôi. Đừng luôn rồi. Phức. Ăn vô nó thơm quá. Nè, em mới thấy nè, cái đùi gà bự như vậy luôn. Dễ có máu á. Máu với trắng. Cứ buổi sáng là hai nồi vậy đó, hai nồi nước đẹp vậy đó. Cả ngày mình ghé là hết rồi. Băng bon phát thì băng nhanh hơn, bởi vậy lên ở đây đi mà phải sớm. Nhưng mà không đi sớm là bán hết rồi.